Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ. Nếu như là lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Hôm nay mới nhất ngày 7 tháng 3 năm 2019 thì em xin được trân trọng giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc xe, đó là chiếc Toyota Fortuner bản G, máy dầu, số sàn, sản xuất 2009, tư nhân chính chủ về Hà Nội. Xe được trang bị màu xám lông chuột. Hôm bây giờ em sẽ đi vào chi tiết để đánh giá cho các bác chiếc xe này. Thì nếu như là lần đầu tiên xem clip của em thì em tự giới thiệu em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong các bác để lại cho em xin được một lượt like, một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Vâng, các bác nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Nút màu đỏ ở bên tay phải các bác nhìn thấy đấy. Thì cái đăng ký kênh ở đây thì em xin nhấn mạnh với mọi người là không phải em muốn lợi ích cá nhân gì đâu, mà em muốn các bác bấm giúp em cái nút đăng ký kênh và cái nút hình cái chuông ở bên cạnh nút đăng ký kênh, để chúng ta có thể nhận được những video mới nhất mà bên em về theo năm tháng thì cũng sẽ tự động cập nhật, nó sẽ video nhảy về cho mọi người. Và bây giờ em sẽ đi vòng một vòng quanh xe cho mọi người cùng nắm bắt về chiếc Fortuner máy dầu, số sàn, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội một chủ từ đầu mọi người nhé. Và xe thì còn rất là đẹp. Đó, đi một vòng quanh xe sau đó em sẽ đi vào chi tiết cho mọi người cùng xem chiếc xe này. Nói chung là về phần vỏ xe thì còn được 80% mọi người nhé. Bây giờ em sẽ đi lên phần đầu xe để cho mọi người cùng xem. Về phần đèn pha này, đèn pha thì nói chung là còn khá là sáng, không nứt, không méo mọi người nhé. Đây mặt ca lăng này, đó, đèn pha này, nói chung là đèn pha còn rất sáng luôn. Đèn gầm này, xe thì nó xước sát thì em cũng nói luôn với mọi người là về đến tay bọn em thì là bọn em cũng sơn tỉa với lại đánh bóng để cho xe nó đẹp lên để bán thôi mọi người ạ. Tư nhân biển 4 số, một chủ từ đầu mọi người nhé, biển Hà Nội. Đó. Nắp capo còn nguyên mọi người nhé, không móp méo. Đây, vành cô lốp này, là răng đúc này. Đó. Sassi mọi người thấy không? Sassi nguyên không cong méo mọi người nhé. Bực lên xuống này. Gương. Mặt gương chỉnh điện, gập gương là gập gương cơ mọi người nhé. Đây, quay cái chân cho mọi người xem. Đó. Em đi luôn vào phần nội thất đi. Keo chỉ này. Còn zin đét mọi người nhé. Đây là táp ly cửa phụ. Nói chung là về phần nội thất cũng còn khá là đẹp đấy mọi người, rất là sạch sẽ luôn. Đó. Táp ly cửa phụ, táp ly cửa phụ đằng sau. Đây, những cái tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Đây, vết tích của theo thời gian đây. Nếu như bác nào mà muốn sơn lại chỗ này thì em làm trong tầm tay mọi người nhá. Nhưng hiện tại em đang vẫn để nguyên bản. Coi luôn hàng ghế đằng thứ hai này. Hàng ghế thứ hai này. Là răng bánh sau này. Đèn hậu này. Đó. Bản G mọi người nhá. Toyota Fortuner gạt mưa sau, đèn phanh trên cao này. Xe được bảo dưỡng tại Toyota Láng Hạ. Còn nguyên mọi người nhé. Đây, hàng ghế thứ ba đây. Nội thất còn rất là sạch sẽ luôn.
cốc sơ cua nằm ở dưới này. Em quay luôn mọi người qua cái gầm này. Còn rất là đẹp luôn. Một chiếc Fortuner máy dầu. Số sàn rất là được sự chào đón của rất nhiều người. Cột kèo phao chỉ ok mọi người nhé. Còn nguyên. Đây, điều hòa thứ hai. Đây nội thất đây mọi người xem nhé. Táp ly cửa lái này. Vô lăng thì cho mọi người cùng xem vô lăng nó đẹp như thế nào. Khá là giữ gìn, riêng chiếc vô lăng này thì rất là giữ gìn luôn. Vâng. Mọi người nào, không bóng đâu mọi người nhá. Táp lô này. Màn hình DVD này. Điều hòa cơ này. Đó. Xây kính này. Củ số này. Túi khí. Nói chung là về phần nội thất thì rất là ok mọi người ạ. Tôi quay máy cho mọi người xem luôn nhé. Đây, xe được trang bị hệ thống mặt gương chỉnh điện này. Đấy, tăng giảm sáng đồng hồ này. Khay đựng nước này. Bật tắt đèn này. Này, vô lăng nội thất cho mọi người xem nữa. Rất quá đẹp luôn. Sản xuất 2009. Nhà anh không nhà chứ. Mọi người đợi em tí nhá, em mở cái này hơi khó rồi. Ok. Đây, em quay qua máy cho mọi người xem. Máy dầu. Đó. Không đâm đụng mọi người nhá. Đây, cho mọi người xem có răng ngang vẫn nguyên này. Rất là sạch sẽ rồi. Và thì xin giới thiệu lại cho mọi người, đây là chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2009, tư nhân chính chủ về Hà Nội, một chủ từ đầu biển 4 số. Thì chiếc xe này rất là hiếm. Máy dầu, số sàn, đăng kiểm với lại phí đu bộ còn dài mọi người nhé, đến tháng 9 năm 2019 cơ. Thì bên em đang bán với giá là 605 triệu giá có thương lượng. Bác nào mà thiện chí thì alo sớm nha, số điện thoại em để ở dưới phần mô tả. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Bác nào mà thiện chí thì alo sớm cho em nhé. Em hứa sẽ để giá tốt cho mọi người. Và Fortuner 2009. Rồi ok. Một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Chào các bác.